hướng dẫn các bạn món gà viên chiên xù nhé, giống y như ngoài quán người ta bán vậy, rất ngon lắm. Gà thì mình có thể mua ức gà phi lê về, mình cắt từng viên viên bằng ngón tay cái này, đầu ngón tay cái. Còn cái này là mình mua đùi về, mình lọc bỏ xương ra, rồi mình lấy cái thịt đùi á, mình xắt miếng miếng nhỏ như thế này, cắt từng miếng nhỏ như này. Thường đùi chiên thì nó sẽ ngon ha, nó mềm hơn là cái ức. Thì rửa sạch rồi để như thế này, bắt đầu mình cho bột chiên giòn và mình trộn đều lên ha, trộn đều bột chiên giòn lên cho nó bám đều hết thịt. Chiên giòn này mua bột chiên giòn này nè, bột đó mình mua bột biển đó đó, trộn đều lên. Chảo nóng rồi mình cho dầu vào chứ, dầu vào không cần nhiều dầu đâu các bạn ơi, mình cho vừa bằng cái đáy chảo thôi, tại vì dầu chiên nhiều đúng rồi nó dư dầu phí lắm. Đầu gà mình sẽ trộn đều với bột chiên giòn lên, bột chiên giòn trộn đều với bột chiên giòn. Trộn đều với bột chiên giòn nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho bột chiên xù ra dĩa. Cái dĩa sạch khô rồi, tiếp theo là mình sẽ lăn thịt gà qua bột chiên xù. Thịt gà đã dính bột chiên giòn rồi, bây giờ mình sẽ lăn qua bột chiên xù rồi mình cho vô chảo dầu luôn, lăn đều hai bên ha, lăn đều cho nó dính đều rồi mình cho vào, mình nhỏ lửa lại, lăn cho đều bột chiên giòn hết. Khi mình làm viên như thế này thì chiên nó sẽ chín đều từ bên trong miếng thịt luôn, trẻ nhỏ ăn cũng rất ngon và người lớn ăn cũng rất ngon. Mình sẽ thể chấm cùng với tương cà, tương ớt, chấm với nước mắm chua ngọt đều ngon. Cho một lớp nhiều miếng cũng được. Coi nó vàng rồi mình phải trở qua chứ để nó cháy khét nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ chỉ việc mình chiên giòn là mình vàng vàng giòn là mình vớt ra thôi. Vớt ra mình để lên cái vỉ mà cái tay mà cái vật. Xong rồi đó, chúc các bạn thành công nha. Rất là ngon.